Ta qua bài tập số 6 các em. Ở bài tập số 6 thầy sẽ ôn cho các em nhanh chóng về tính toán với những số thập phân. Tính toán những số thập phân. Thì đối với những số thập phân á thì cái cách làm việc nó cũng đơn giản thôi. Các em cứ làm y như số nguyên á. Bây giờ thầy nhắc lại những phép toán bên số nguyên này. Ví dụ như thầy có 5 cộng 4 thì ai cũng biết là bằng 9 rồi. Ở cộng hai số cùng dương thì được số càng dương. Rồi ví dụ như là âm 6 cộng cho âm 7 chẳng hạn. Thì cộng hai số cùng âm thì được một số càng âm, nó sẽ ra âm 10, 13. Rồi giờ cộng một số dương với một số âm. Âm 16 cộng cho dương, dương 4 chẳng hạn. Thì em thấy phe nào lấn át? Âm 16 và cộng dương 4 thì phe âm lấn át, kết quả sẽ mang dấu âm. Rồi muốn biết bằng âm bao nhiêu á thì mình lấy giá trị tuyệt đối của âm 16 được bao nhiêu mình trừ cho giá trị tuyệt đối của 4 thôi. Giá trị tuyệt đối của âm 16 là bằng 16, giá trị tuyệt đối của 4 là bằng 4. 16 trừ 4 là bằng 12. Như vậy là vậy đó. Đầu tiên là coi thử dương hay âm lấn át, kết quả sẽ mang dấu của cái phe lấn át đó. Rồi mình lấy hai cái giá trị tuyệt đối trừ nhau mình gắn vô là xong. Tương tự nè. Bây giờ thầy có là âm 4 cộng cho dương 10. Thì âm 4 dương 10 thì phe dương lớn át thì kết quả mang dấu dương. Đó. Rồi giá trị tuyệt đối của trừ 4 là bằng 4, giá trị tuyệt đối của 10 là bằng 10. Các em lấy 10 trừ 4 bằng 6 gắn vô đây là xong. Thì kết quả là bằng dương, dương 6. Mà dương 6 thì mình khỏi ghi dấu dương trước luôn, là bằng 6 thôi. Đó là phép cộng các em nhé. Còn phép trừ, ví dụ như thầy có là 2 mà bày đặt trừ 7. Số nhỏ trừ to là ra âm. Cứ nhỏ mà bày đặt trừ to hơn là âm. Rồi muốn biết âm bao nhiêu thì các em trừ ngược lại gắn vô. 7 trừ 2 là 5, gắn vô là thành trừ 5 thôi. Rồi tiếp tục. Thầy có trừ 4 trừ 5. Đó. Đã là một số âm rồi lại bị trừ thêm một số dương nữa. Âm 4 trừ cho 5. Đúng không? Âm 4 trừ 5 thì các em sẽ bằng âm 9 thì được một số càng âm. Như vậy các em mà gặp hai cái số âm đặt cạnh nhau nè, âm 4 rồi đặt thêm âm 5 cạnh vô nữa thì các em tưởng tượng có một cái dấu cộng chèn vô giữa này. Đó, âm 4 âm 5 là tưởng tượng có dấu cộng chèn vô giữa là thành âm 4 cộng âm 5 thì bằng âm 9 vậy thôi. Rồi một trường hợp nữa đó là thầy có âm 5 trừ cho âm âm 7 chẳng hạn. Thì hãy nhớ trường hợp mà gặp hai dấu trừ cạnh nhau như thế này thì các em quăng hai dấu trừ đó luôn, đổi thành dấu cộng. Trừ cho trừ là thành cộng. Giống như đối của âm á, trừ cho trừ là đối của âm, mà đối của âm là thành dương đó. Trừ 5 trừ cho trừ 7 là thành trừ 5 cộng cho 7. Cái bài này buộc phải làm bước trung gian nha. Trừ 5 cộng 7 thì nó rơi về cái loại toán trên này. Cộng hai số khác dấu ha. Đầu tiên các em thấy phe nào lớn át? Âm 5 cộng dương 7 thì phe dương lớn át nè. Rồi, như vậy là ta có là âm 5 cộng dương 7 thì nó sẽ bằng dương 2 ha. Tiếp tục, thầy có một ví dụ tương tự nữa. Ví dụ như là âm 15 trừ cho âm âm 10 chẳng hạn. Thì âm 15 thì giữ nguyên. Còn trừ cho âm 10 là hai dấu trừ sát nhau đó, thì đổi thành dấu cộng. Cộng 10 và kết quả nó sẽ bằng âm 5. Vậy thôi. Bây giờ đối với cái số thập phân cũng y như vậy kìa. Thập phân cũng y chang như vậy, không có khác cái gì hết ha. Đây. Thầy lấy ví dụ như là câu A ha. Thầy có âm 3,4 cộng cho âm 5,2. Thì đây nó rơi vào cái trường hợp là giống như cộng hai số nguyên cùng âm vậy đó. Đây là giống như cộng âm 6 với cộng âm 7 đó. Thì được một số càng âm. Vậy đây sẽ bằng âm 8,6. Các em tự tính, tự kiểm tra nha. Nhiều lúc thầy sót là bình thường thôi. Thầy vừa gõ máy tính, vừa giảng, vừa suy nghĩ. Thế nào cũng sót. Thì cái mấy cái chỗ thầy sót các em tự sửa đi ha. Rồi bây giờ thầy có âm 6,2 cộng cho dương 4,3 chẳng hạn. Thì các em thấy phe nào lớn ép? Âm 6,2 cộng dương 4,3. Như vậy là phe âm lớn ép, thầy ghi dấu âm cái đó. Rồi sau đó muốn biết âm bao nhiêu thì các em tính giá trị đối của 6,2 là ra. Giá trị đối của âm 6,2 là 6,2.
giá tuyệt đối 4,3 là 4,3, rồi lấy 6,2 trừ 4,3, không? Nó sẽ bằng là 1,9 nếu thầy không lầm. Gắn vô là xong. Vậy thôi. C. Trừ nè. Ví dụ như thầy có trừ 3,5 hay là thầy có 1,2 đi, trừ 3,5 đi. Thì cái này nó rơi vào cái vụ là nhỏ trừ to đúng không? 1,2 trừ 3,5 thì sẽ bằng âm cái đã. Nhỏ với đặt trừ to ra âm cái đã. Và muốn biết âm bao nhiêu thì em trừ ngược lại. 3,5 mà trừ cho 1,2 thì được là 2,3. Vậy thôi. D. D. Bây giờ thầy có âm 4,3 trừ cho 2,6. Âm 4,3 trừ cho 2,6 thì nó giống cái bài toán này nè. Nó giống như hai số âm đặt cạnh nhau á, giống như tổng đại số á, thì mình tưởng tượng mình chẹt cái dấu cộng vô giữa ha, chẹt dấu cộng vô giữa thì là thành âm cộng âm, thì nó rơi vào giống trên này. Âm cộng âm thì đường số càng âm, như vậy chỗ này là đường số càng âm, mình ghi dấu trừ trước đã, nó sẽ bằng trừ 6,9. Vậy thôi. Câu E. Câu E thầy có ví dụ như là âm 7,3 trừ cho âm 2,1 chẳng hạn. Vậy nó sẽ bằng là âm 7,3 trừ, đi sát với dấu trừ là thành cộng, cộng 2,1. Rồi bây giờ nó lại rơi vào cộng hai số khác dấu. Phe nào lớn ác? Phe âm thì ghi sẵn dấu âm này. Âm tới 7,3, dương chỉ có 2,1 ha. Rồi bây giờ muốn biết âm bao nhiêu thì các em lấy trị tuyệt đối trừ nhau. Giá trị đối của anh này bằng 7,3, giá trị đối anh này là 2,1. 7,3 mà trừ 2,1 thì được 5,2. Vậy thôi. Đó, cộng trừ số thập phân thì nó chỉ vậy thôi kìa. Bài tập số 7, thầy không luyện về cộng trừ số phân nữa, mà thầy luyện về cái khác. Bây giờ thầy sẽ luyện về cái này. Giá trị tuyệt đối của A thì luôn luôn lớn hơn bằng 0 với mọi số A các em nhé. Vậy bài tập số 7 các em để ý thầy nè. Giá trị tuyệt đối của x trừ cho 4 thì luôn luôn lớn hơn bằng 0. Thì cũng giống như cái này thôi. Ở đây A nhỏ sẽ chính là x trừ 4. A nhỏ sẽ chính là x trừ 4 ha. Thì giá trị đối A luôn luôn lớn bằng 0. Thì giá trị đối x trừ 4 cũng luôn luôn lớn bằng 0 thôi. Và các em để ý nè, bằng 0 khi nào? Bằng 0 khi nào? Muốn giá trị tuyệt đối của x trừ 4 bằng 0 thì bắt buộc cái số x trừ 4 phải bằng 0. X trừ 4 hóa thành số 0 thì giá trị tuyệt đối của x trừ 4 là biến thành giá trị đối của 0 và bằng 0. Còn nếu như x trừ 4 không phải là số 0 thì x trừ 4 có thể là số dương hoặc là số âm. Thì lúc đó kết quả tính giá trị tuyệt đối của nó là ra dương hẳn luôn, lớn hơn 0 luôn, chứ không còn bằng 0 nữa. Không? Như vậy là một lần nữa thầy nhắc lại, giá trị đối của x trừ 4 luôn luôn lớn hơn bằng 0. Và sẽ bằng 0 khi x trừ 4 hay là x sẽ bằng bằng 4 đó. Và ta nói như sau. Ta nói như sau các em. Giá trị tuyệt đối của x trừ 4 là thấp nhất. Thấp nhất là bằng 0 khi x bằng bằng 4. Hiểu chưa? Hay là người ta còn nói như thế này. Ta nói giá trị đối của x trừ 4 có giá trị nhỏ nhất là bằng 0 khi x bằng bằng 4. Đó. Đây, ta đang tiến qua cái bài toán giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất đó các em. Không. Bây giờ tương tự. Thầy sẽ giải quyết cho các em bài tập B này. Giá trị tuyệt đối của 2x cộng 6 cũng sẽ lớn hơn bằng 0. Và bây giờ ta sẽ nói như thế này. Giá trị tuyệt đối của 2x cộng 6 có giá trị nhỏ nhất, có giá trị nhỏ nhất là 0
Đạt được khi nào? Đạt được khi khi 2x cộng 6 phải bằng bằng 0. Tức là 2x phải bằng âm 6. Và tức là x sẽ bằng âm 3. Em nhé. 2 nhân x cộng 6 bằng 0, tức là 2 nhân x bằng 0 trừ 6 là bằng trừ 6. 2 nhân x bằng trừ 6 thì x sẽ bằng trừ 6 chia cho 2 đó. Hay nói cách khác là x sẽ bằng bằng trừ 3. Tóm lại là cái kết quả tính giá trị tuyệt đối của 2x cộng 6 luôn luôn là lớn hơn hoặc tồi nhất là bằng 0. Chứ không bao giờ ra số âm được các em nhé. Không bao giờ ra số âm được ha. Đó. Và muốn thầy muốn nó đạt được cái chỗ tồi nhất á, tệ nhất là bằng 0 á. Thầy muốn cái giá trị đối này nó bằng 0 thì bắt buộc cái 2x cộng 6 nó phải bằng 0 và lúc đó x phải bằng -3. Thì cái bài toán này thầy gọi là bài toán tìm giá trị nhỏ nhất các em nhé. Giờ các em qua bài tập số 8. Tìm giá trị nhỏ nhất, xin lỗi thầy viết lộn thành giá trị nhỏ nhất. Tìm giá trị nhỏ nhất của A P phở bằng, tìm giá trị nhỏ nhất của A P phở bằng 15 trừ 3x. Giải thì cái này nãy giờ mình giải hai bài giống vậy rồi thì bây giờ cũng vậy thôi. Thì các em thấy là các em trả lời luôn. Giá trị nhỏ nhất thì viết tắt nha. Giá trị nhỏ nhất của P sẽ là bao nhiêu? Là 0. Thì một cái giá trị đối luôn luôn lớn bằng 0 mà. Giá trị nhỏ nhất của P là 0. À, đạt được khi, đạt được khi nào? Khi 15 trừ 3x bằng bằng 0. Rồi mình giải về toán đó. 15 trừ 3x bằng 0 thì 3x phải bằng 15 thì trừ nhau với bằng 0 chứ. 3x bằng 15 thì x sẽ bằng bằng 5. Xong bài toán. Câu B. Bây giờ thầy có biểu thức h. Biểu thức h bằng x trừ trừ 6 cộng cho 9. Thì cái này giá trị thấp nhất là bằng bao nhiêu? Rồi, bây giờ các em coi nè. Cái giá trị tuyệt đối x trừ 6 á, thì thấp nhất bằng bao nhiêu? Giá trị tuyệt đối của x trừ 6 thấp nhất sẽ bằng bằng 0. Đúng không? Tồi nhất là bằng 0. Như vậy các em thấy cái giá trị tuyệt đối của x trừ 6 mà được cộng thêm 9 nữa thì tồi nhất nó sẽ bằng mấy? Đúng không? Tồi nhất sẽ bằng bằng 9. Tức là lớn hơn hoặc là bằng bằng 9. Thì các em coi nè, giá trị đối x trừ 6 tồi nhất bằng 0. Thì trong trường hợp tồi nhất thì nó được vẫn được cộng với 9 nè. Như vậy là cả cái biểu thức giá trị đối x trừ 6 cộng 9 là tồi nhất sẽ bằng 9. Như vậy cái số 9 này sẽ trở thành giá trị nhỏ nhất của cái biểu thức bên này, tức là của h đó. Thì tóm lại là thầy có h sẽ lớn hơn bằng 9. Bây giờ bài toán đã giải quyết xong. Giá trị nhỏ nhất của h, cái này hơi khó hiểu đối với lớp 7 các em nhé. Giá trị nhỏ nhất của h sẽ là bằng, hay là đi cho đỡ tốn tiền, là 9. Và đạt được khi nào? Quan trọng là đạt được khi nào nữa cơ. Thì muốn h tồi nhất là bằng 9 thì x trừ 6 trị tuyệt đối phải tồi nhất là bằng 0 đã. Mà muốn cái này trị đối này bằng 0 thì giống như hai bài trên thôi. Thì x trừ 6 sẽ phải bằng bằng 0. Tức là x phải bằng bằng 6 đó các bạn. Hiểu chưa? Không hiểu hả? Không hiểu thì thôi. Chúng ta qua câu C. Câu C mình có K nè. K bằng. Rồi thầy có biểu thức K bằng 2x cộng cho 10. Rồi trừ cho 8. 81 đi. Bây giờ các em tìm giá trị nhỏ nhất của cái anh bạn K này. Tìm giá trị nhỏ nhất của cái biểu thức K này. Giải đơn giản thôi các em. Các em giải hoàn toàn như bài trên nha. Thì cái giá trị tuyệt đối thì các em biết rồi, là nó tồi nhất là bằng 0, chứ không thể âm được. Kết quả tính giá trị tuyệt đối này là tồi nhất bằng 0 hoặc là dương thôi, chứ không bao giờ bằng 0 được đâu. Bằng 0 là có chuyện á. Rồi, như vậy lúc
nó tồi nhất, lúc nó tồi nhất là bằng không thì vẫn bị trừ đi 81. Tệ nhất là bằng không, mà lúc tệ nhất bằng không là bị trừ đi 81. Thì lúc nó trừ đi 81 thì nó sẽ bằng là âm 81 đúng không? Như vậy giá trị thấp nhất là bằng âm 81. Tức là cái này lớn hơn bằng âm 81. Hoặc là các em hiểu như thế này cũng được nè. Thầy ghi bên này nha. Thầy ghi bên này đi. Xin lỗi các em. Bên này là giá trị tuyệt đối của x thì luôn luôn lớn hơn bằng 0. Thì giá trị tuyệt đối của x cộng 4 sẽ lớn hơn bằng 4. Tức là giá trị thấp nhất của giá trị đối x cộng 4 là sẽ là 4 đó. Rồi giá trị đối x cộng cho 8 chẳng hạn thì thấp nhất là bằng 8. Rồi giá trị đối của x cộng cho 19 thì thấp nhất là bằng 10, 19. Số âm cũng được kìa. Giá trị đối của x cộng cho âm âm 5 thì lúc đó thấp nhất là sẽ bằng âm âm 5. Đó. Vậy thôi. Tương tự giá trị đối x cộng cho âm 7 thì sẽ lớn hơn bằng âm âm 7. Đó. Lúc mà nó tồi nhất là bằng 0 thì vẫn bị cộng cho cái món nợ là âm 7. Như vậy là cái giá trị tuyệt đối thấp nhất của giá trị đối x cộng cho âm 7 là bằng âm 7 thôi. Mà cộng cho âm 7 thì thầy có thể ghi là thành trừ 7 cũng được các em nhé. Thì đây nó rơi vào vụ giống như vụ này nè. Nó giống y như vậy nè. Trừ 81 chẳng hạn. Thì bên này lớn hơn bằng trừ 81. Có điều bên này là giá trị tuyệt đối x đơn giản. Còn bên này là giá trị tuyệt đối của cả cái biểu thức 2x cộng 10 thôi. Rồi tới đây mình trả lời. Vậy giá trị nhỏ nhất. Giá trị nhỏ nhất của k sẽ là âm 81. Âm 81. Và đạt được khi, quan trọng là đạt được khi nào nữa nha. Đạt được khi 2x cộng 10 là bằng bằng 0. Giờ mình phải tính cho ra x nữa cơ. Mình tính cho ra x nữa là 2x sẽ bằng âm 10. Vậy x sẽ bằng âm 5. Vậy thôi. Câu D. Thầy có bài toán mà hay gặp ở lớp lớp 7 nè. Đây, thầy lấy một bài tập trong một cái tài liệu. Bây giờ cho biểu thức Q bằng trừ của một cái giá trị tuyệt đối, trừ giá trị tuyệt đối của x cộng cho 3 phần 4 rồi cộng cho 5. Đó. Xin lỗi. Xin lỗi các em, đây là qua bài tập số 9 rồi. Bài tập 9 ha là tìm giá trị lớn nhất, thầy lại viết lộn. Tìm giá trị lớn nhất. Viết lộn ra cái từ nguy hiểm đó. Tìm giá trị lớn nhất của các biểu thức sau đây. Đó. Bây giờ nhìn qua phần bảng nháp để thầy hướng dẫn đó. Bây giờ các em coi nè. Giá trị tuyệt đối của x thì luôn luôn là một số lớn hơn 0 hoặc là bằng 0. Thấy không? Thầy tách ra cho các em dễ hiểu. Chứ không thể âm được. Vậy có hai trường hợp nha. Cái công thức này thực ra là tách thành hai trường hợp này nè. Bây giờ nếu trường hợp giá trị tuyệt đối của x lớn hơn 0 thì thầy gắn dấu trừ đằng trước. Nó sẽ ra số âm. Chứ gì nữa? Bây giờ các em coi số 5 dương mà gắn dấu trừ đằng trước số 5 là thành âm 5 là thành số âm thôi. Còn trường hợp mà giá trị tuyệt đối của x bằng 0 thì có gắn dấu trừ đằng trước thì nó cũng bằng 0 thôi. Thấy không? Đó. Như vậy là gì? Như vậy là từ trên này các em suy ra ở dưới thôi. Đó. Giá trị tuyệt đối của x mà lớn không hoặc bằng không thì suy ra trừ giá trị đối x sẽ nhỏ hơn không hoặc là trừ giá trị đối x bằng không. Tức là gì? Tức là trừ của một cái giá trị tuyệt đối của x thì luôn luôn là một số nhỏ hơn hoặc bằng bằng không. Luôn luôn nhỏ bằng không. Luôn luôn nhỏ hơn bằng không các em ạ.
Mà trong số những số luôn luôn nhỏ hơn hoặc bằng không thì số nào là chùm? Trong số những số luôn luôn nhỏ hơn không hoặc là số bằng không thì số không sẽ là số chùm. Vậy người ta nói là trừ giá trị tuyệt đối của x đó, có giá trị lớn nhất chùm á, có giá trị lớn nhất là không, không đó, hiểu chưa? Trừ giá trị tuyệt đối của x có giá trị lớn nhất là không, và bằng cái thằng chùm đó, bằng không khi khi x bằng không. Còn nếu x không phải là không á thì giá trị đối của x sẽ là một số dương, gắn thêm dấu trừ thì thành số âm. Mà số âm thì đâu có còn, đâu có, số âm thì nó nhỏ hơn không rồi, nó đâu có còn trùm nhất nữa, đúng không? Như vậy các em phải hiểu à, trừ giá trị đối của x là có giá trị lớn nhất là bằng không. Như vậy nếu thầy có trừ giá trị đối của x mà được cộng thêm 5 nữa thì cái này trùm nhất là bằng bao nhiêu, hay là lớn nhất là bằng bao nhiêu? Thì lúc trừ giá trị đối x lớn nhất là bằng không thôi, đúng không? Là bằng không, còn 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 lại nó sẽ âm lắm. Vậy lúc nó chùm nhất bằng không thì được cộng với 5 nè. Như vậy cả cái này chùm nhất sẽ là 5, tức là nhỏ hơn bằng 5. Cả cái này luôn luôn nhỏ hơn hoặc cao lắm là bằng 5. Không tin các em thử đi nha. X mà bằng không thì cái này bằng không cộng 5 thì cả cái này bằng 5. Còn nếu x không phải bằng không á thì giá trị đối với x sẽ là một số dương mà gắn dấu trừ nữa thành một số âm. Số âm cộng với số 5 thì nó kéo cả cái đó xuống nhỏ hơn số 5 chứ không còn bằng 5 nữa. Như vậy chỗ này thầy nói như sau. Giá trị lớn nhất của trừ x cộng 5. Giá trị lớn nhất của trừ giá trị đối x cộng 5 là 5. Đạt được khi khi x bằng 0. Đạt được khi cái này bằng 0 nè. Đó, được khi x bằng 0. Giờ mình áp dụng qua bên này nha. Áp dụng qua bên này. Giải giải giống như một bài toán tự luận các em nhé, chứ không có được là mẫu. Đầu tiên là các phải suy luận là cái này luôn luôn lớn hơn bằng 0 đã. Rồi gắn dấu trừ đằng trước. Đúng không? Gắn dấu trừ đằng trước thì nó sẽ luôn luôn là nhỏ hơn hoặc bằng 0. Rồi sau đó cộng cho 5. Đúng không? Cộng cho 5 nữa thì nó sẽ luôn luôn là nhỏ hơn hoặc bằng 5. Đó. Bây giờ mình kết luận giá trị lớn nhất của cái này là bằng 5, tức là của quy á. Giá trị lớn nhất của quy là 5, và phải trả lời đạt được khi nào nha. Đạt được khi khi cái chốt này là bằng 0 nè. Thì muốn đây bằng thì đây phải bằng, và muốn đây bằng thì đây phải bằng, ha. Đạt được khi x cộng cho 3/4 bằng bằng 0. Và tức là gì? Tức là x sẽ bằng bằng trừ 3/4. Vậy thôi. Vậy nha. Hơi khó hiểu à. Quá khó hiểu luôn. Này quá khó hiểu luôn. B. Giờ thầy có biểu thức M bằng trừ 6 trừ cho giá trị trừ 2 phần 3 đi. Trừ 2 phần 3. Rồi trừ cho giá trị tuyệt đối của 5. 5 phần 2 trừ cho x. Vậy đi. Bây giờ nhiệm vụ các em là phải tìm giá trị nhỏ nhất của anh bạn này. Đó, nhìn nó rối rối như sao à, giải bình tĩnh mà giải quyết. Giải ạ. Bây giờ nó cũng nhẹ nhàng thôi các em. Vấn đề là các em nhìn có ra cái bài toán quen thuộc hay không thôi. Nè, cái phần bên này các em có thể lấy nháp mà ghi nha. Tua video lại. Tự ghi đi, còn bây giờ thầy xóa, thầy lấy làm bản nháp mới. Thầy xóa làm bản nháp mới ha. Giờ nếu em nào lanh trí á thì sẽ đưa cái bài toán này trở về cái bài toán câu A một cách quen thuộc. Ta dùng kỹ thuật đổi
đổi tổng đại số thôi, đổi chỗ các số hạng thôi. Giờ thì copy xuống. Đây chính là một tổng đại số nè. Trừ 2 phần 3 với lại trừ của cái gì đây nè. Thì mình đổi chỗ mình đem theo dấu thôi. À. Các em nhớ lại tổng đại số ở bài trước nha. Tổng đại số là một dãy các số dương âm đặt cạnh nhau. Và phép toán giữa chúng mình ngầm hiểu là phép cộng thôi. Vậy thì kéo cái này ra đằng trước. Rồi trừ 2 phần 3 ra đằng sau. Thì giờ nó ra bài toán giống bài toán trên rồi. Ha. Đây. Nó ra giống bài toán trên rồi. Có thể ghi vào đây luôn. M sẽ bằng M sẽ bằng này lô xuống. Tiếp tục là mình cái chỗ trừ 2 phần 3 thì nếu em nào hiểu thì để nguyên. Còn giờ thầy làm thêm một bước nữa để giúp cho các em não yếu một chút. À, chỗ này thầy ghi là cộng cho âm 2 phần 3 cũng được, không có chết chóc ai hết. Nó giống như cái bài trên này nè. Đây nó giống như cái bài trừ 81 các em. Trừ 81 là thầy ghi là cộng cho trừ 81 cũng được. Để dễ hiểu. Còn không các em để nguyên trừ 81 cũng được. Nó giống bài trên này nè. Không. Rồi bây giờ mình có thể làm giống như cái bài A được rồi. Vì giá tuyệt đối này luôn luôn lớn hơn bằng 0. Thì khi thầy gắn dấu trừ đằng trước thì nó lại thành một số luôn luôn nhỏ hơn hoặc bằng 0. Rồi sau đó thì cộng cho âm 2 phần 3 thì cũng giống như là cộng 5 trên này thôi. Cái việc cộng cho âm 2 phần 3 thì cũng giống như cộng cho 5 trên này thôi. À. Như vậy lúc đó được cộng với lại âm 2 phần 3 thì nó sẽ nhỏ hơn hoặc bằng âm 2 phần 3. Chứ không còn là 0 nữa. Đó, vậy thôi. Như vậy là cả cái biểu thức này bây giờ luôn luôn nhỏ hơn hoặc bằng trừ 2 phần 3. Vậy trừ 2 phần 3 trở thành giá trị lớn nhất rồi đó các em. Giá trị lớn nhất của M sẽ là âm 2 phần 3. Nha. Và lại tiếp tục trả lời câu hỏi đạt được khi nào? Đạt được khi khi muốn đây bằng thì đây bằng, muốn đây bằng thì đây bằng. Vậy khi 5 phần 2 trừ x bằng bằng 0. Mà 5 phần 2 trừ x bằng 0 tức là khi x sẽ bằng 5 phần 2 các em. Các em sẽ gặp bài toán này trong đề thi VinBus rất nhiều lần. Các em phải gặp cả trăm nghìn lần nữa từ giờ cho tới lớp 9 nha. Rồi. Đó, như vậy là thầy giới thiệu những kiến thức cực kỳ mới mà trong sách không có đâu các em ơi. Trong sách không có đâu nha. Rồi thầy qua một cái bài tập cuối cùng. Đã nói tới trị tuyệt đối thì thầy phải nói chỗ này, chứ không nói không được. Bài tập số 10. Bài tập số 10 thầy có cái luật sau đây rất quan trọng. Giờ các em tính giá trị tuyệt đối của 3 ra. Coi bằng bao nhiêu. Tính giá trị tuyệt đối của âm 2 ra. Tính giá trị tuyệt đối của 5 đi bằng bao nhiêu, trị đối của 2 bằng bao nhiêu. Rồi sau đó các em tính giá trị tuyệt đối của 5 cộng cho âm 2 coi nó bằng bao nhiêu. Đó. Rồi sau đó so sánh. So sánh nha. Giá trị tuyệt đối của 5 nè cộng cho giá trị tuyệt đối của âm 2 nè. Các em so sánh với lại giá trị tuyệt đối của 5 cộng cho âm 2. Tự tính đi. Đó là bài thứ nhất. Rồi bài thứ hai, giá trị tuyệt đối của âm 6. Rồi giá trị tuyệt đối của âm 4 chẳng hạn. Rồi các em tính giá trị tuyệt đối của âm 6 cộng cho giá, âm 4 ha. Tính ra rồi so sánh với nhau. Rồi giá tuyệt đối của âm 6 nè cộng cho giá trị tuyệt đối của âm 4 nè. Các bạn đi so sánh với lại. So sánh với lại cái giá tuyệt đối của tổng ha.
tán bên này. Tính nha, giá trị đối 5 là bằng 5, giá trị đối của âm 2 là bằng 2. Còn giá trị đối của 5 cộng cho âm 2 là bằng giá trị tuyệt đối thực ra của 3. 5 cộng âm 2 là bằng 3. Như vậy giá tuyệt đối của 5 cộng âm 2 là bằng 3. Rồi so sánh kìa. Vậy bên này thực ra là 5 cộng 2 là bằng 7. Còn bên này chỉ là 3 mà thôi. Đấy, đây, so sánh nè. Vậy kết quả là lớn hơn. Còn dưới này, giá trị đối âm 6 là bằng 6. Giá trị đối của âm 4 là bằng 4. Còn giá trị tuyệt đối của âm 6 cộng âm 4 là giá trị đối của âm 10. Đó. Mà giá trị đối âm 10 thì bằng 10. Như vậy bên này nó sẽ ra là 10. Mà bên kia nó cũng ra là 10. Rồi các em có thể thấy là hai kết quả này nó bằng nhau. Như vậy là các em thấy là tổng hai giá trị tuyệt đối trên này thì lớn hơn giá trị tuyệt đối của tổng. Còn dưới này là tổng hai giá trị tuyệt đối. Tổng hai giá trị tuyệt đối thì lại bằng giá trị tuyệt đối của tổng. Các em có thể thử vài ví dụ khác nữa. Thầy cho các em thử tự phìa 4 5 ví dụ nữa. Thì các em sẽ đúc kết được một cái điều là cái điều rất là hay dùng sau này. Đó là giá trị tuyệt đối của A cộng với giá trị tuyệt đối của B. Các em cứ thử vài ví dụ nữa đi. Thì các em sẽ thấy nó luôn luôn lớn hơn hoặc là bằng giá trị tuyệt đối của A cộng B. Chứ không bao giờ nhỏ hơn được đâu. Đó, cái này rất quan trọng. Nha. Như vậy là thầy có thể ghi cái bài toán 10 vô vở cho các em. So sánh cái này với cái này. Đó. Rồi so sánh cái này với cái này. Các em tự phỉ thêm vài ví dụ nữa đi các em. Ha. Tự phỉ thêm vài ví dụ nữa. Ví dụ như là giá trị tuyệt đối của một trên này là một số âm với âm, đây là dương với âm. Các em lấy dương với dương cũng được. Các em lấy hai số dương các em làm việc y như vậy thì nó sẽ ra bằng nhau lắm. Rồi một dương một âm. Giờ thầy lấy một âm một dương thử coi. À, thì cũng vậy thôi mà. Giờ thầy lấy giá trị tuyệt đối của âm 12 cộng với giá trị tuyệt đối của 3. Rồi thầy đem so sánh với lại giá trị tuyệt đối của âm 12 cộng 3. Đó. Thì các em coi. Giá trị tuyệt đối của âm 12 là 12. Giá trị tuyệt đối của 3 là 3. 12 cộng 3 là 15. Vậy bên này là bằng 15 ha. Nên là 15. Thầy làm nháp bên này luôn. Còn trừ 12 cộng 3 thực ra là bằng trừ 9. Mà giá trị tuyệt đối của trừ 9 thì bằng 9. Như vậy nó lại lớn hơn các em ạ. Đây lớn hơn nè. Đây cũng lớn hơn nè. Và đây cũng bằng. Các em lấy bao nhiêu ví dụ đi nữa thì nó cũng sẽ lớn hơn hoặc bằng thôi. Không bao giờ nhỏ hơn được đâu. Như vậy mình lưu ý vô lại cái công thức này nha. Sau này rất hay dùng để tìm giá trị tuyệt đối nhỏ nhất, giá trị tuyệt đối lớn nhất. Đó. Chú ý giá trị tuyệt đối của A cộng giá trị tuyệt đối của B thì luôn luôn sẽ lớn hơn hoặc là bằng giá trị tuyệt đối của A cộng cho B. Và tương tự, thầy giới thiệu luôn, giá trị tuyệt đối của A mà đem trừ cho giá trị tuyệt đối của B thì luôn luôn nhỏ hơn hoặc bằng giá trị tuyệt đối của A trừ cho B. Các em, hai công thức này cực kỳ quan trọng nha, nhớ nha, áp dụng để làm mà tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất sau này đó các bạn. Thầy lấy một ví dụ áp dụng nè. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P bằng giá trị tuyệt đối của X trừ 5 cộng cho giá trị tuyệt đối của 7 trừ X giải. P sẽ bằng
này. Thì các em coi như là x trừ 5 là a đi, còn 7 trừ x là b đi. Thì nó có dạng giá trị đối với a cộng giá trị đối của b, thì nó sẽ lớn hơn hoặc bằng giá trị tuyệt đối của a cộng b, tức là x trừ 5 cộng cho 7 trừ x. Rồi, thấy không? Bây giờ các em coi. Như vậy suy ra p sẽ lớn hơn hoặc bằng giá trị tuyệt đối của, đây là một tổng đại số các em nhé. Tổng đại số này. Số hạng thứ nhất là x, số hạng thứ hai là âm 5, số hạng thứ ba là dương 7 và số hạng cuối cùng là trừ trừ x. Rồi thầy giao hoán. X thầy giữ giữ nguyên vị trí của nó, còn cái số hạng trừ x này thầy đẩy ra đầu tiên, trừ x. Rồi trừ cho 5 rồi cộng cho 7. Vậy thôi. Như vậy tới đây thầy sẽ có là P sẽ lớn hơn hoặc bằng x trừ x là hết rồi. Còn trừ 5 cộng 7 thì nó sẽ bằng bằng 2. Như vậy là suy ra là P sẽ lớn hơn hoặc bằng 2. Tóm lại P lớn hoặc bằng số 2 thì giá trị nhỏ nhất của P là 2. Vậy thôi. Không? Đó, thầy giới thiệu sơ sơ vậy thôi. Tiết hôm nay thầy giới thiệu sơ sơ vậy thôi. Cái này quan trọng lắm các em nha. Sau này các em thi viên bích, trời ơi, gặp không biết bao nhiêu lần. Đó, gặp cái này thì mình phải xử lý. Bài tập về nhà thầy sẽ cho những bài tập khai thác cái kiến thức này. Ha. Như vậy những kiến thức về giá trị tuyệt đối thầy đang dạy nè, là ở trong sách người ta không có làm.